Chào bạn nha, hôm nay mời bạn ăn một thịt lộn với mình nè. Rồi, mời bạn ăn luôn nha, xin mời. Đố bạn, tôi ăn được bao nhiêu trứng, hột vịt lộn? Hãy xem tới cuối video nhé. Nhớ bấm đăng ký và thả like cho tôi nhé. Wow.